Hello anh em nhé, và tôi hôm nay đến chợ phiên Cốc Ly, gần thủy điện Cốc Ly. Thì nơi đây có một cái gian chợ rất là đặc thù, đó chính là dê. Tức là người dân mang dê đến đây để trao đổi, để mua bán. Và những cái anh chị em nào có nhu cầu là mua dê về để có thể là làm thịt, thực phẩm rồi cái thứ rồi sẽ đến đây để giao lưu với cái người dân ở đây. Đó. Rồi anh em tiến đây, đến gần đây và xem những con dê đấy đang ở đây. Đây là một gian hàng mà người ta trưng bày theo cái cách này mọi người nhá. Những con dê đây này rất là hay. Ok, hãy cùng đi theo chân của Cường để chúng ta đến với những cái con dê thật là đẹp đến đây nhé mọi người nhá. Yes.